những người hâm mộ đã được chứng kiến không ít bàn thắng đẹp ở Premier League mùa giải 2017-18. Trong đó, không ít siêu phẩm thực sự đi vào lòng người. Có thể kể đến cú ná đại bác cực đỉnh của Charlie Daniel, Bournemouth hờ vào lưới Man City. Bàn thắng từ giữa sân của Rooney, Everton ở trận West Ham hay những cú dứt điểm tuyệt vời của Ericsson ở trận Chelsea. Wanyama ở trận Liverpool, những bàn thắng ấy tự như gia vị giúp Premier League 2017-18 trở nên hấp dẫn hơn. Cùng nhìn lại 10 bàn thắng đẹp nhất mùa giải vừa qua, Ekong Tech, Rooney, Premier League, top 10 bàn thắng đẹp.